chê lúc tàu bên Đức, bên tụi Tây, bên Mỹ chứ bên nào. Cũng là người có ngôi sao, hãy đờn thì phải rã chứ có nào được đâu. Thầy vui nhẹ nói âu cười cợt, dân Nam ơi háo hức không tường. Bao lâu thầy nói nhà thương, sau này sống mà dựng rồi biên cương coi đời. Nhà thương dẹp hết chân ơi, không còn câu nói kể của ta rất tại vì ta thiếu nợ chưa về, sông gian lắng lặng muôn bề, thấy ngồi chờ đợi chưa bồ đề quá lâu. Tỉnh đi con sông nâu khỏi mặt, mong chúng con dịp dặt trong lòng. Chọn đường hướng thiện rất trong đắng rồi lui bước chưa trần hồng về quê. Tìm được hướng không về rất khó, tại sao con lại bỏ chưa vừa đường. Tới đây kết thúc Nam Phương, thầy nói với thầy chọn chữ cái trường dạy ở dân. Dạy xa rồi lại dạy gần, ai ai mà dạy vậy phải lao qua bồng hay ở không bây giờ. Ông đợi chứ minh mong thả là núi cát chứ vàng trong nhiệm màu. Ông về ông ở quá lâu, biên cương mà xương ở cốt chưa xa ngầu ông ở neo. Thả lá buồn thảm hiểm nghèo, ông lão dừng lái tay chèo khỏi bơi chứ ông nằm. Ông thở chứ khời khời, dân sao mà không biết cái đời đuổi tan. Bây giờ còn hỏi nghênh ngang, số kia thượng phủ sắp hàng trị ngay đau buồn. Thiền nó chưa nằm ở dài, bao năm tháng lụng kinh dài khuyên dân, khuyên xa rồi lại khuyên gần, nay tạo chứ mới tầng dân chúng thương không. Thương thầy tổ đức ông phải rèn, tu đi con xứng đáng con trời. Danh gian bốn bề con ơi, một người thiện sĩ chứ nói thơ đời bao ở nhiêu.
đừng đừng sai pháp quỷ thiêu mang tội, đừng bỏ tu lặng lỗi chưa thầy buồn. Con ôi mắt lễ thầy tu thấy đời như vậy rồi không mà buồn được sao? Lớp này bệnh mai đau đôi rách, lớp giờ không tìm cách đủ rồi, giết người phản hồi vậy thôi. Phụ ân mà cha mẹ chứ chết rồi không mở ngân. Tại sao đời mất tình mất nghĩa, có đất trong không tỉa chứ bồ đề? Ngu gì có đất bỏ bế không trồng giống thiện mà mê giống đời? Tìm hướng thiện thảnh thôi để bước, ngày vinh quy mình được tên, nếu không mới ấp cũng là chiều. Ráng tìm hướng hướng chứ quy điều thoát ra. Đây là bài tha ma chôn lấp, đây là nguồn do tất bất hồi biến khơi còn cản. Con ơi thì đời đâu có tồn gì mà mơ. Thấy trần hạ mê chơi quá khổ, quá trời kia sắp trổ đã rồi. Tỉnh đi thanh tịnh con ơi, rửa đi cho sạch chứ phàm rồi lên ở cương. Tình đạo pháp âm thương biết mấy, ông xuống đây gỡ bẫy cho trần. Biết bao nhiêu kiếp biết bấy nhiêu lần, tay người không biết không cần thì thôi. Nay mai thay hết đổi rồi, thay trời mà đổi ở đất, thầy tôi chưa đổi ở chùa. Vui lên đi tới mùa hoa nở, chăm sóc đi gặp gỡ thần tiên, trồng hoa mà bó liên miên, để hoa mà héo hết chứ hoa hiền teo luôn. Nhớ thì vẫn có buồn vui lại, chốn này đây giả dại là không, bao nhiêu chẳng có chưa tưởng tồn. Ai ngoan rắn giữ chứ linh hồn tới đây. Mấy thiên tạo chuyển xây quá gấp, thầy sáu trò không gặp Như Lai, tại vì thế sự còn mãi, làm sao lên được rồi cung đài nhìn xem. Này vui vẻ thầy đem lời dạng, tính lấy rồi sắp bé mà cơ đồ. Đạo lành hãy ráng đất tố xây, từng hạt giống chứ đất mà bồi từng cơn. Ráng nhịn nhục nghe đờn ông Khải, đừng đua chen bẻ gài giống mở dòng. Con ôi trời đất gieo trồng, bây giờ mình hưởng có nó nồng gì đâu. Nằm thức dậy canh áo thức tươi, về mau đi đặng tứ giống lành. Con ôi Phật sắp tới sanh thì là
qua nọ trâu cành dương lên, mình có tuổi có tên hết rào. Bị nhiều rồi gươm giáo hâm he có trời, thầy tổ chớ che hôm nay cho đến cho mùa hè năm về. Lấy trời Phật quỷ chế đừng có, lại thiên nhiên sáng tỏ cơ màu. Lại mẹ giữ lại đừng thâu, mẹ ơi về cõi cho mẹ tâu ngọc hoàng. Thầy tổ hơi gian nan giúp già, chúng con là cặn bã hôi tanh, hôm nay thầy đã giật dành đem về mà lối thoát cho bên gần Tây Phương. Từ đây trẻ đường đường chính chính, một thở hơi bạc lĩnh nói đời, nói ra không tiếng nào giới toàn là đặc biệt để cúng trời dưng lên. Tìm phương hướng để đền ơn đáp, tìm đường về đặng gặp Phật tiền, không đo tu niệm còn phiền thì tìm mà mãi mãi nơi miền thấy đâu. Đây sắp tới bể dâu còn sụp, thương chúng con lặng học nhiều đời, không phút nào được lễ giới, tâm mình cuồn cuộn mê đời làm sao. Thôi dừng lại mau mau bơ chung, Phật đâu Phật trời đâu, bảo cúng bảo dân tấm lòng con trẻ vân vân, thì trời đã mình chứng được gần sạch trong. Tỉnh đi con thốt dòng tục lì, ráng gìn tâm mày trí nghe chưa, mày chiều mày sáng mày trưa mày mãi mãi còn chưa thấy gì. Sao bỏ ngọc vậy thì không tin, ngọc trí mình chìm đã quá lâu con ơi. Dù đã bao lâu đem lên chùi sạch thì âu sáng ngời. Hôm nay thầy vui, thầy không có kính chào hết tất cả ban tín đồ Phật giáo, thì thầy cũng xin tất cả quý vị quan hệ và tất cả các cô con ha, anh em của mình đang trồng từ bi rồi đó. Nhưng mà nó mới bút, nó chưa có lên cao. Còn cái bờ giác ngộ thì quý vị đã có đắp rồi phần nửa bờ giác. Như thế thì bây giờ thầy mong tất cả quý con và đang cố gắng theo dõi dùng từ bi của mình để chăm sóc, để hưởng nhờ, chứ có ai vô mà nhờ đâu. Những gì của ta, ta thấy, ta làm, ta nghe, ta biết, ta hiểu, ta ráng cố tri, ta phải tìm lối đường để thoát cái cảnh đau khổ này. Mà không phải đau khổ nhức nhối hay là bị thương, bị quấn, bị đập, nó đau khổ từ xương tích tỷ con người của mình, giết chết từ linh hồn, che phúc ngọc trí, lu mờ tinh thần của mình, sống như chết, khôn như điên, không còn biết gì nữa hết. Có khi cha mẹ mình đứng đó, mình còn phát nạt, muốn cản đường cha mẹ mình nữa. Đó, như thế thì mình chưa có phải là một người trong mây trong mắt. Phải cố gắng. Còn thầy bữa nay, giờ này ở đây, đáng lẽ không có ngày nào mà này, kỷ niệm hay là tá bút xuống đây, ngày nào cũng như ngày nãy. Nhưng tại sao hôm nay lại bừng lên có cuộc lễ này, rất nhỏ, rất không có gì đâu, nhưng mà thầy thấy quá lớn tinh thần chúng con, tinh thần của đạo,
của anh em từ xa tới gần, mà để về nơi rừng, nơi chỗ cái ông lão ông cầm đò đó, nơi đâu về thị, nơi tha la buồn, nơi biên cương khốn khổ. Nhưng suối vàng cát trắng ấy là pha lê, bảo châu trân ngọc, chứ không phải tầm thường. Nhưng giới thiệu đây là để cho tất cả đồng đạo anh em của mình tỉnh dậy trong một giấc mộng không thường. Tỉnh, tỉnh để sống, sống để coi. Và thưa thầy, coi gì vậy thầy? Ngày sau sân khấu trời đất đã biểu diễn đủ tài năng, lực lượng, tiên Phật, thánh thần. Rồi tất cả quý vị coi thấy quá là mừng, không uổng cái kiếp đời của mình. Từ ở đâu hiện ra, thú cũng thành, người cũng thành, tất cả đều công thành danh toại hết. Hoa tiên hoa trời đã nở khắp hết. Và trên thiên nhiên cõi trời cao nữa, ban phước lành chứng minh tuổi thọ cho tất cả quý đạo quý vị tu hành, mình sống 500 năm, 1000 năm không hề hớn. Vì cái cảnh không gian ấy không có lượng, không từ, không tính, không toán, không khổ, không đau, không ăn, không uống, không chết. Đó, như thế. Dạ, bằng sĩ ơi, có nói dốc không vậy? Có. Thầy nói dốc. Cho nên cử dân cư sĩ hỏi thầy ơi, sao thầy nói nguyên thiên vậy? Người ta hỏi thầy nói dốc phải. Thầy nói dốc chứ không có nói xạo. Không có nói, không có nói là dối. Dốc là cao, muốn lên núi phải trèo. Muốn lên hái cái cành trái đó phải leo lên. Nói dốc là nói cao, nói xạo là khác. Như thế. Cho nên mai xin tất cả quý vị đừng buồn nữa không. Ráng, ráng lắng tâm. Dù cái ông khùng này, ông khùng ba, khùng bảy, hay là khùng cách nào đi nữa, ông cũng đứng giữa ba quân, ông cũng đang soạn bài để lại. Lai qua giọng của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Nam mô Đức Thầy chứng minh. Ta đã nói từ xưa không biết, ngày tới đây tiêu diệt cận kề, mà chúng sinh còn mãi đam mê. Gửi tâm hết bổn về bổn đạo, âm giới đức cùng nghe như thảo. Thầy dạy rồi chữ đạo nằm mà lòng, chùa dở cay cực khổ lâu sầm, bền chí nguyện đắc trong bi pháp. Gìn thân Phật tu đi mới gặp, thầy nói rồi gió tấp gần kề, chuyển tinh thần bền dựng lấy thầy, khiến cho nấm nằm về rồi thấy. Chúng sanh biết xa vào cấm bể này, thầy khuyên nhìn thấy đau buồn. Trên trời kia đã dỡ lớp tuồng, các vị Phật lệ tuôn lã trà. Hoàng tục kia như đồ cặn bã, sắp trồi đi có giá đâu gì. Lời của thầy hay chữ đại bi, dẫn động đạo có khi thầy ẩn. Bền vững tu cho lòng tinh tấn, nhớ là ta biểu chớ chớ hận thù, ghét người sau mà lại mình tu, là tâm đã cạn đi không thấy. Còn giận ghét
xa vào cạm bẫy chúng con ơi, đừng có lo bùa kể, từ đây thái tiếp đổi mùa. Thái ngô dị chùa đổi lại, anh em ruột thương nhau tứ hải, theo thầy tu khỏi lại khỏi quỳ. Sống để coi bạc lộn với chị tu, sao có lửa thì mơ thoát. Đời tận thế ngày này tạm mốt, ráng đi con nhỏ giọt thấm lòng. Ở hồng trần mình trả cho sống, lòng bác ái lính trong đừng đục. Ai mắng chửi cũng nên nhìn nhúc, ban tình thương cho họ rõ ràng, để kiếp này họ được bình an, sang kiếp tới rõ ràng đắc quả. Thầy bảo chi nọ kia răng trả, đừng cu mang trả giá mất rồi. Ráng mà yên thanh tịnh để ngồi, ráng đạo đức dùng bồi cao cả, nọ tứ ân thật là quý giá, ráng mà đền cao cả cho sống, để sau này coi hỏi mây rồng. Thầy đã nói tổ tâm vui sướng, tìm lối thoát tìm phương tìm hướng, đừng có ngu quại dọc uổng đời. Dành dư thương con ai ở đời, dành dư dự tuyệt vời sao có. Đừng có mua trắng kia bán gió, chúng con người phải ngó lợi mình. Ngày sau đây ra chốn sân trình, thầy đứng đó chấm mình cao điểm. Giờ thầy dẫn con nên hành kiếm, cố gắng tu kính liệm trong lòng. Một con đền giá trị tổ tâm, hai tu tịnh tấm lòng vĩ đại, ba thân mình nguyện cầu khẩn giới, ráng mà lo ấy ngại cái đời. Danh còn bay giữ đó tuyệt vời, sao kết thúc cái đời ghi bàn. Ráng cố gắng lựa đi người bạn, cho những ai có hạng nghe trò. Lựa làm sao như thước đêm đó, đừng xê dịch rồi lo khổ sợ. Nhớ thầy dặn đừng nên chiêu trứ, lúc nào đâu cũng nhớ cội nguồn. Đừng mê đời mê tiếng mõ chuông, mê cái cảnh chiều buồn thơ ta. Người còn sống ôi thôi quý giá, rất tuyệt vời con đã không tường. Cứ làm theo cái lũ ma dương, nó lôi cuốn lạc đường lạc lối. Một bước đi một theo lời nói, ráng mà tri sám hối cho con. Hai mình gieo sám hối đi con, mình đã tạo có còn hay mất. Lỡ cha mẹ sanh ra tàn tật, cam chịu đi không mất đâu trò. Mình học hành tu niệm ráng lo, sao thoát kiếp tự do rất đẹp. Ba đến chung con về ráng dẹp, ở làm sao cho đẹp với người. Mở miệng ra rồi lại mình cười, cười trong trí cười ra tiếng nói. Đừng có để quỷ ma đã dối, bắt mình làm tôi mọi nô đùa. Thấy rõ chưa ở trong mấy chùa, tranh với đấu đã thua rồi đó. Tu mà mãi mê trăng mê gió,
không lòng chơn gắn bó chút nào. Còn mê danh, mê ngọt, mê ngào thì phải chịu lăn nhào xuống hố. Mấy thiên đỉnh ngày nay đã lố, bóng tự bi nguyện tỏ chứ như vàng. Thầy nói đây bớ bớ đạo tràng, tạm dừng lại tràng phân bảo cây. Tụ cho được quá trồng mình hay, nhị ốp thôn khắp cả trời người. Do mình tu mình lại vui tươi, đừng có sắc, có ừ có dạ. Không được đó mà mình nói được, không giá cao bình đẳng cho để đền rõ. Chưa con ký ức còn quên, làm sao biết tuổi tên bồng đào. Tìm phương hướng mau đi bớ đạo, về Tây phương đặng dạo cõi trời. Thầy đưa con trở lại con ơi, con phải hiểu cái đời mặt hạ. Lãnh quỷ quái đừng nên chung chà, một mình nghèo cao cả biết nào. Mắt đau thương lệ nhỏ có trào, thầy tổ thấy đêm nào gia hồ. Mặt tình chúng đi xe đi cổ, mình một mình đi bộ chứ cũng rồi. Ba bốn ngày cũng tới đây thôi, họ tới trước họ ngồi họ đợi. Tôi nhất kiếp con đừng có sợ, băng tắc ngang trả nợ cho trần. Ngày ngày kia rổ rổ rần rần, tâm bị cuốn dần dần mất mát. Để quỷ mỹ tà ma nó ghét, đột vào tâm tâm mát quyết rồng. Đạo sĩ ơi khói vẫn nâu sòng, lời thầy dặn con trông như kiếp. Bụi phương hạ ráng tu cho kịp, chúng con ơi có dịp này rồi. Nếu con về mà lại bỏ trôi, không tìm hướng quỷ lôi ma kéo. Tu phải ráng tu đi cho khéo, kiếm lại mình được dẻo được bền. Hay nhất tâm mình rỉ mình rên, lòng bị cuốn rồi quên đạo hiếu. Hôm nay thầy cũng nói đọc hơi nhiều về mình tìm phương hướng để thoát, không ai tìm được cho mình đâu, nhớ không? Thì bây giờ thì đừng sợ thầy sẽ mất sức khỏe, lúc nào thầy cũng khỏe hết, mạnh giỏi hết. Đi nhờ thầy được sự cung cấp của chính mình, trăng của mình, trời của mình, trên thiên thai bạch ngọc, tất cả gì cũng ở trong cái tiểu thiên địa này hết. Trên thiên thượng, mình thiên hạ có đầy đủ hết. Trời đã ban hết cho chúng sanh, vì con trời thì trời phải ban. Không sao hết, cha mẹ không lẽ giết con sao? Trời đã không đẻ tiêu diệt hết dân dùng sao? Tại mình làm không đúng, tại mình đi ngược đường, tại mình dựng cờ lao phốt hết, thì hỏi làm sao cha mình không động? Cho nên kỳ này là kỳ thay đổi trời đất vũ trụ. Nhưng tất cả các vị ngoài trong, họ có biết không con? Không biết. Họ có ngờ không? Không, không ngờ. Rồi giờ họ làm gì vậy con? Họ đang ngủ. Họ đang ngủ say mê trong cuồng dâm. Đơn kêu còn mộng say cầu, quỷ khóc chờ thần sầu nào có biết hay. Đợn đông rồi lái đợn tây, đợn sao tao gặp lại mày chớ xa. Đơn kêu lũ quỷ tà ma
tới đây rồi đổi biển chứ giang hà nghe chưa tiếng đờn. Không sớm thì chưa đờn kêu thượng phụ bãi bừa hết trơn đờn kêu đừng giận đừng hờn. Nghe thầy mà trở lại trong cơn hiện lành, con ôi Phật đã tái sanh. Tới đây mà Phật ca mới hiền lành hiện ra Phật trời, đó chỉ là ta. Tại sao ngu muội đóng mơ mà cửa thiên đợn kêu cấp cá trần miền năm châu bốn bể nối liền như nhau. Tới đây máu lễ tuôn trào như đờn đã nhịp từ tao không còn. Đờn kêu nghe tiếng quá giòn, nghe trên mà sấm nổ mưa còn không không. Đờn kêu các chị cho các ông, đờn kêu mở hội cho cộng đồng tiên tân. Đờn kêu không giữ chí bền, đờn kêu cúc nhục lại quên đi rồi. Đờn kêu nứt nắp bể nồi còn đâu mà nấu dần ơi khốn nàng. Đờn kêu không được bình an, mùa trăng ban gió hình tàn sắc sơ. Đờn kêu chánh pháp không thờ, đem thờ mà ma quái chưa ngọn cờ Phật tăng. Đờn kêu sự nghiệp tan quan, nếu ai là một đáo tràng ráng đi. Mở ra cửa miệng nói gì, đờn kêu mấy tiếng tì tì hiểu liền. Đờn kêu các vị có duyên về tại Kim Thiền nơi chỗ ta nương. Đờn kêu muộn lối chưa dài đường, đờn kêu mà thầy mở cái trường làm chi. Đờn kêu khúc hát lâm ly, tại sao đờn mãi cố lì dây dân. Đờn kêu đánh bực trung thần, đờn kêu má tánh sao gần diêm lá. Tại sao không chịu về nhà, không nghe mà dằn dằn đờn ta đờn gì. Đờn kêu muôn nỗi sầu bi, tội gì mà mới đặng ghi tiếng đờn. Đờn lâu ba tánh không sờn, còn vẫn còn hòn kinh bị ông điên. Từ đây nạp sổ hoàn thiện, đừng nên mà xin xỏ vô biển khốn cùng. Mà xin ta dừng lại cho ngày cùng, trị ra cho biết anh hùng là ai. Lục trong chánh pháp ngày nay ta còn thiếu sót, ta rày học tráo học hành lý đạo cho mau. Đờn kêu quý vị nơi nào nghe chưa, đờn kêu chưa dứt cơn mưa. Bảo dân dư chúng phải chừa tội ngay, nếu không quỷ lòng thần sai trời trên đã khiến rồi bay cái hồn. Đập kêu muôn sự chỉ dập dồn, cái gì còn lại gì tồn ở đâu. Nó chìm như biến sông sâu, đờn kêu ông lão ngồi câu không mồi. Câu thời câu dẫn con ơi kệ, mà đã tới tới rồi không hay. Từ đây tớ phải xa thầy, non tiên trở lại cánh này thảnh thơi. Ở chi trần hạ chơi vơi,
non tiên đảnh thượng ngao chơi vui buồn. Đoạn kêu Phật pháp khai tuồng, căn dặn người buồn tập lại vui tươi. Đoạn kêu thanh lập từ người ta đây ta nhắm từ từ rồi sang. Bao giờ biến đổi hình tàng, biến trên mà thiên thượng trần gian đây về. Đã sắp tới con dây con ngựa, còn rắn kia đã tựa đeo gần. Ngựa ơi đừng cháy rần rần, đụng đâu mà đá đó, người cần làm sao? Con ngựa nó đá máu trào, gặp đâu mà đá đó làm sao tránh giờ? Con dê nguôi muội thẳng tơ đi ra, bị ngựa chất thồi gấp trăm. Ta đờn nhiều nỗi xa xăm, dân ơi mà ráng tỉnh chứ tu thâm đậm nhờ. Sau đây coi được ngọn cờ của ông Di đã phớt phở thái, mình ráng đi con nhé trội sinh. Mình làm lỗi tội mình tình mình tha, về đi sám hối tại nhà đặng sinh cha mẹ ấy mà của anh. Đừng chơi với lũ quỷ má miệng tài mà nói vậy chứ ba quá trật rồi. Nhìn trên ngọn núi xa xôi, nhìn đi biển cả nổi trôi bập bềnh. Nhìn rồi khắc phục không quên, đừng làm thầy khổ cho kề bên nghe trò. Lớp hát rồi lấy lớp hò, lớp đờn mà lớp ba giảng, bàn cho ai giờ nói ra ta lại chưa trơ trơ. Trong mình mà chứa đựng thi thơ làm gì? Rồi đấy nhiều nỗi từng khi bước đi mà cũng chết, chứ đứng thì cũng giống. Chia tay vợ lại cùng chồng mới cười thấy đó rồi dần vô hòm. Nói chơi cho láng quyển tròn, nói nhiều mà mang tội sớm mà tròn khinh, khi còn không mang tội tự bi. Trời sai mà xuống thế ngậm thì đi lên, phép tiên phép Phật đã quên. Là đời mà mạt pháp còn bền được đâu, nhịn nhúc để kể đôi câu mà người không nắm thì âu tiêu tàn. Bụi này phải chịu lang thang mặt đời mặt kiếp, đừng mang chữ gì. Chờ đi rồi thấy sầu bi bảy ngày một bữa, đứng đi không lường. Con ơi thầy quá là thương, chờ ngày Phật pháp chứ nhà dưỡng lập đời. Quý vị có nghe không? Bảy ngày không có được bữa cơm. Trời ơi thầy ơi, con gạo quá chừng nè, mang lên cho thầy nữa đó. Chứ con không ngờ trong đêm mình ngủ đó, có chiếc đò ly biệt nó ở đằng sau mình, nó ở gần mình. Mình sống mình tự nghĩ chết đi rồi, mình còn kỹ như mất. Mình có tất cả, quán xét lại ôi thôi là sung sướng. Trời đất hôm nay mang lại cho thầy nào là bánh trái, nào là hoa lá, nào là ăn uống. Thấy đứt từng đoạn ruột chưa? Quý vị là ai? Là trời, là Phật, là thần thánh, là con người đã tỉnh một giấc mộng sầu nơi trần trượt.
Thầy thấy chúng con đi trên đường mà nước ngược rắn trèo. Khi về nhà khổ sở mắt eo, nguyện thầy tổ phải đeo bản thuyền thầy dân. Ráng đi con biển kia, lỗi lầm sắp cản mất rồi thầy tặng một bài. Rõ nguồn cơn bớ gái bớ trai, tỉnh tỉnh lặng đừng có cuồng say bị mất. Nhìn thử coi mình tốt quý không bị tàn bị tật, sao không ráng tu hành để siêu bậc thánh tiên. Nhìn coi thân thể còn nguyên, do trời Phật độ lưng biên vô cùng. Và cha mẹ mình á, sanh mình ra á, nguyện giúp Phật tứ tung cho con nguyện vẹn ngày cùng không sao. Dù con lãnh bệnh lãnh đau hay là thay mặt người nào chăm nuôi, giờ mình biết rồi sao mình không vui để đền đáp. Mình không giữ tứ ân sao gặp được đạo tiên, tại sao không lo lắng giữ làm hiền, nói tiếng nói còn nguyên thiên tài chất. Tại sao mình lại không biến mất? Mình làm một pho tượng ở trên đời này, mình giấu cất gì chi? Nát tan từng mảnh thay thi, mình thở ra còn đó, mình thở khi không vô. Chúng con phải ráng đi để đắc tô hạnh phước. Giờ mình còn, mình làm được nghe chưa? Nhắm mắt rồi đêm nọ sông thưa, không cục kịch thì ai đưa gì mình biết. Mình còn đó mà mình để kịp, mình còn khốn trên đời này mà mình không viết tái bài thơ. Để cho trần hạ trơ trơ, giúp người đi đạo ta hiện cơ lui thuyền. Giúp ba tánh đi là thiền tiên con sắp tới đó. Chia sớt đi con, để về thế giới Di Đà. Bà mẹ hiền thận lại không xa, thầy đã hứa con đến tha la về tiên cần. Nếu con phủi sạch và con rảnh, không đam mê nè, không biết thành thấy cảnh dễ dàng, và không trông thấy bình không để ngụy trang lấp cho sạch cái gia tàn yêu quái. Tâm tủa ta trong rồi, ta lấy chiếc thuyền trời thầy dạy con bơi. Suối tuyền chiều đã thành thôi, thầy đưa con qua bên khỏi trời dời chút nào. Lên đi con, thầy đợi đừng sợ sống nó trào. Dùng đi phép Phật giờ nào tắt ngay, miễn con tu niệm hằng ngày bóng đèn trí huệ rồi ngay. Thầy mừng rằng cố gắng buổi trưa ở tại rừng rơi lệ. Thầy biết chúng con bóng xế chiều tàn cũng tự nhiên, nhưng nghiệp chướng buộc ràng, muốn giải thoát nhưng hai hàng ngăn chần lại. Về đi con, thầy nói mình đừng quỳ lại, ở làm sao tứ hại yêu mình. Dịch khẩm chăng để đắp lạnh tình huynh, chia sớt chút với tình đồng đau. Đêm thanh tịnh dường tiên thầy chưa vào, ở lại nơi này chịu sóng gió phong ba. Con ơi tìm đi khắp cả vậy mà, có ai như thầy tốt đậm đà hay không? Xuống thế gian lông bóng bận rộn, xuống kỳ này là gặp chẳng yêu tà. Nhưng mà trời ban cho bát nhã ba la, chịu những nhục phổ đà về phương ấy.
mai mực đi con khói mình khỏi giấy, ráng mực mời rồi con thấy cảnh trời ban. Xóm hôm từng tích tích tinh thần, lúc nào cũng ẩn sĩ đi đạo tràng thầy thương. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày kỷ niệm của thầy. Thầy xin chúc mừng và tất cả chúc sức khỏe hết đồng đạo ở đây nha. Lời giảng hôm nay những mấy câu đó thì tất cả chúng con thấy một cái người bình hoạn như thầy đi, sắp đi về rồi nhưng không được. Muốn có thì có, muốn không thì không. Muốn gặp tất cả đạo đồng để luận tri giảng thuyết thì được có. Thầy không có muốn vinh quang phú quý đâu. Cái đó không ai cho. Cho hôm nay thầy cúi đầu xin cảm ơn hết tất cả chư quý vị anh em của mình. Hiện giờ này cặp mắt của tất cả chúng sanh anh em sáng như đèn, như sao. Bộ óc trí của tất cả các vị giờ này cao cả giúp, có khi bị án chút ráng mà kinh. Như thế chứ không phải là tất cả quý vị không biết đâu. Qua mấy trường lớp rồi, gặp thầy đi chùa, đi đến minh sư trưởng đạo chứ không phải không đi đâu. Bây giờ để hấp thụ lời tinh hoa, thầy mở Trường An huấn dạy con khờ. Hôm nay là cũng như bổ túc âm đạo già, có nói gì sơ sót trong này xin tất cả các vị từ bi quan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật.